Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Mark Home. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà vườn mái thái được Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình nhà anh Phan Hồng Đa, địa điểm tại Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, thuộc tỉnh Đắk Lắk. Đây là công trình mà gia đình nhà anh Đa đã và đang cùng với các kiến trúc sư và kỹ sư của Mark Home làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Anh Đa là một trong số những khách hàng cũng đã theo dõi Mark Home rất lâu năm rồi, và anh cũng làm việc liên tục với lại các kiến trúc sư của Mark Home để sửa đổi cũng như thể là triển khai cái bộ hồ sơ theo cái ý định của gia đình nhà mình. Thì vừa xong hồ sơ thiết kế thì gia đình anh rất là ưng ý, và hiện tại thì chúng tôi đang trao đổi thêm về vấn đề thi công chọn gói công trình sắp tới. Thì trước khi đi vào trong chi tiết công trình ở hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công chọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mark Home đang là đơn vị lớn nhất và cũng là đơn vị tiên phong trong cái lĩnh vực xây dựng chọn gói. Như các bạn đã biết rồi, xây dựng chọn gói nó đang là một trong những xu hướng tất yếu của thời đại. Khi mà xã hội chúng ta ngày một phát triển, khi mà nền kinh tế của chúng ta ngày một đi lên, thì tại các cuộc sống hiện đại thì chúng ta không còn phải tự gọi vật tư vật liệu, không còn phải trông nom thợ hay là hướng dẫn thợ làm. Đấy. Mà cái cách chúng ta làm việc ngày nay thì chúng ta sẽ làm lựa chọn cái đơn vị, trong đấy nó sẽ bao gồm cả từ thiết kế, xin hồ sơ cấp phép xây dựng và thi công chọn gói sau này, cũng như vấn đề bảo hành bảo trì sau này, nó rất là tiện ích tiện lợi. Thế nên là nếu bạn nào ở tại các thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn, nếu các bạn đã thấy cái mô hình này nó đã phát triển cách đây tầm 5 năm và 10 năm rồi, và bây giờ nó đang lan tỏa ra mọi miền quê ở trên khắp tỉnh thành Việt Nam. Bạn nào có nhu cầu thiết kế thi công chọn gói, các bạn ở bên nước ngoài hay là ở xa, các bạn nhanh tay liên hệ qua số online chúng tôi là 0964458888 hoặc là 0828133333. Đây là hai số chúng tôi có Zalo, có thể hỗ trợ các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ bảy hay là chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Ngoài ra thì Mark Home vừa mới ra thêm thương hiệu mới King Luxury. Đây là dòng phân khúc rất là cao cấp, chuyên để thiết kế biệt phủ lâu đài. Bạn nào có nhu cầu thì các bạn cũng nhanh tay liên hệ qua King Luxury, trụ sở chi nhánh tại Hà Nội và tại Sài Gòn đều có. Quay trở lại mẫu nhà hôm nay, chúng ta thấy rằng đây là một công trình nhà vườn với hệ mái thái mang đậm phong cách thiết kế của Mark Home. Với Mark Home thì chúng tôi ưu tiên những công trình mang những phần hệ mái thái, mái nhật và nó phù hợp với lại mọi người. Đa số cuộc sống hiện đại ngày nay thì chúng ta lựa chọn cách trở về miền quê, cách lựa chọn mua một khuôn viên khu đất nó không nằm ở trong thành phố mà nó nằm ở phía rìa bên ngoài thành phố. Mục đích là chúng ta có thể vừa di chuyển vào trong nội thành làm việc, và chúng ta sẽ ra bên ngoài khu vực ven đô để nghỉ ngơi, hay là cuối tuần chúng ta có thể trở về miền quê bên cạnh gia đình của chúng ta. Ở đây là phong cảnh nhìn từ trên xuống, thì với phong cảnh này thì các bạn đã thấy được phía sau chúng ta đang là khu vực Téc Nước và Thái Dương Năng. Công trình này thì khuôn viên khu đất đang theo hình chữ nhật. Không quá rộng hai bên, nhưng tuy nhiên chúng ta vẫn có thể mở được cửa sổ sang hai bên để chúng ta lấy được ánh sáng và lấy được không khí vào trong căn phòng. Còn đây là mặt đứng bên của công trình, rất là dài. Tôi phải nói rằng công trình này có diện tích khá là dài. Với tổng thể khuôn viên ở trong công trình này thì chúng ta thấy rằng hệ mái chúng ta đang sử dụng là mái ngói màu xanh. Ngày nay thì chúng ta thường hay sử dụng ngói công nghiệp nhiều hơn là những dòng ngói nung. Ngói nung như thể ngói đỏ, ngói hạ long này thì trước thì chúng ta hay dùng thôi, nhưng mà với thời gian gần đây thì chúng ta đã chuyển sang dùng ngói công nghiệp rồi. Ngói công nghiệp thì độ bền nó rất là cao, và đặc biệt đấy là cái màu của nó rất là đẹp, cũng như thể là cái hình thể của nó chúng ta có thể lựa chọn nhiều chủng loại, nhiều loại hình dáng kích thước khác nhau. Thế nên là nó sẽ phù hợp được với cái nhu cầu của chúng ta nhiều hơn. Đây là phước cảnh chúng ta nhìn thấy được phía bên trước và phía bên hông. Công trình này thì được thiết kế với hệ bậc ngũ cấp. Thì đúng rồi, những công trình một tầng hay là hai tầng thì tôi cũng khuyên các bạn rằng là gì ạ? Ít nhất chúng ta cũng phải làm được bậc ngũ cấp trở lên. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu tại ở khuôn viên khu vườn, chúng ta sẽ có hai cái mục đích mà chúng ta giải quyết được. Thứ nhất là về cái view nhìn. View nhìn nó sẽ ảnh hưởng đến cái tỷ lệ hình khối. Nếu như chúng ta làm quá thấp thì các bạn sẽ thấy công trình chúng ta nó trông nó không được cái sự bề thế, không được cái sự sang trọng. Cái thứ hai là sau này nếu như chúng ta cái nền đường hay là nền sân của chúng ta nâng cấp, chúng ta tôn tạo nên, thì rất khó để chúng ta có thể đẩy được ngôi nhà chúng ta lên cao. Công trình này được thiết kế với hệ cửa chính là cửa gỗ lim Nam Phi. Ngày nay thì chúng ta có một số những cái dòng hệ cửa chính, ví dụ như gỗ căm xe của Lào, chúng ta thường hay thấy ở trong khu vực ở phía Nam và miền Tây.
Còn lại miền Trung và miền Bắc thì chúng ta hay sử dụng cửa gỗ lim Nam Phi. Nếu mà các bạn muốn ổn định hơn hay là khí hậu chúng ta khắc nghiệt hơn thì các bạn có thể lựa chọn dòng cửa thép vân gỗ. Ngày nay thì chúng ta cũng thấy dòng cửa thép vân gỗ đang được sử dụng và ưa chuộng khá là tốt, bởi vì nó không bị cong vênh, nó không bị nứt. Riêng các bạn đã làm cửa thép vân gỗ rồi thì các bạn luôn yên tâm. Hình thức bên ngoài nó giống hệt là cửa gỗ tự nhiên, nhưng mà tuy nhiên độ bền và độ rắn chắc của nó thì khỏi phải bàn. Chi phí của nó tương đương các bạn nhá, chỉ tầm cỡ 2 triệu đến 2 triệu 2 một mét vuông thôi, nó khá là phù. Còn đây là mặt đứng chính công trình. Thì trên cái phần mặt đứng chính này thì chúng ta sẽ thấy được chúng ta trang trí với những cái phần gạch ốp lát. Gạch này thì các bạn có thể lựa chọn gạch inox hay là gạch thẻ, chúng ta có thể mua ở bên ngoài cửa hàng rất là nhiều. Còn đây là hiện trạng khuôn viên khu vườn của chúng ta. Các bạn thấy rằng ở Đắk Lắk thì chủ yếu là đất đỏ thôi, đất đồi. Đấy, khuôn viên khu đất nhà anh Đa. Công trình này nằm ngay ở khu vực đường giao thông liên thôn. Các bạn thấy đây, khu vực đường này đã được đổ bê tông khá là sang trọng và khá là đẹp. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua cái phần mặt bằng chi tiết công trình này để xem công trình này có kích thước như thế nào và cái cách phân bố phòng nó có hợp lý hay không. Đây là về cái phần mặt bằng tổng thể công trình. Thì trên cái phần mặt bằng tổng thể này, chúng ta để ý đến cho tôi cái việc hoa gió, cái bố trí về hoa gió này rất là quan trọng. Hai là về những cái chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng. Thì trên cái phần mặt bằng khuôn viên tổng thể này thì các bạn lưu ý đến cho tôi cái vấn đề là cái việc mà chúng ta lưu ý đến cái kích thước. Đấy. Kích thước chiều ngang của chúng ta đang là 12 mét và chiều sâu chúng ta đang là 30 mét. Với cái khuôn viên kích thước như thế này thì khuôn viên khu đất cũng khá là lớn và chiều sâu của nó khá là sâu. Những công trình mà có tận chiều sâu tầm 30 mét sâu thì các bạn đã thấy được là khuôn viên khu đất chúng ta nó vô cùng rộng. Đây là về cái phần mặt bằng chi tiết công năng. Ngôi nhà này có kích thước tôi phải khẳng định rằng nó rất là lớn, tương đương với lại kích thước một căn biệt thự. Một chiều của ngôi nhà là 21,8 mét nhân với lại một chiều là 11,2. Đấy, như vậy là riêng cái phần diện tích sử dụng thôi nó đã chiếm đến tầm ở 250 mét vuông. Với 245 mét vuông thì chúng tôi sẽ bao gồm công trình gồm 3 lối tiếp cận, một lối đi vào từ sảnh chính và hai lối đi ra sảnh phụ. Với công trình từ sảnh chính đi vào, chúng ta sẽ gặp ngay khu vực phòng khách rộng 30 mét vuông. Phòng khách sẽ liên thông với khu vực phòng thờ rộng 8 mét vuông. Ngoài ra ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp là khu vực vách lam. Phòng bếp rộng 30 mét vuông sẽ giúp cho chúng ta ngồi được tầm cỡ khoảng 10 người, hay là tổ chức những cái buổi tiệc tùng từ 20 đến 30 người vẫn thoải mái. Các bạn thấy một cái đặc điểm của chúng ta ở đây là chúng ta có phần bàn bàn ba, hay còn gọi là bàn đảo của chúng ta. Thì trên khu vực bàn ba hay là bàn đảo này thì nó sẽ giúp cho chúng ta cái việc mà trước khi bày đồ ra bàn ăn thì chúng ta sẽ có chỗ để chúng ta đưa đồ ra cái khu vực này để soạn trước, hay người ta còn gọi đây là khu vực bàn soạn. Công trình được thiết kế với 3 phòng, 3 phòng ngủ, trong đấy thì có một phòng có nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Phòng này thì thường ưu tiên là phòng master. Các bạn lưu ý rằng là với những căn phòng mà có diện tích diện tường mà nó dài như thế này, tức là nó dài vào tầm cỡ khoảng 8 đến 10 mét, thì các bạn phải để ý đến hình thức trang trí ở trên diện tường để cho nó đỡ buồn. Chúng ta có thể treo tranh, treo ảnh hay là đục âm một số những cái vị trí tường để chúng ta bố trí quầy kệ vào đấy để trang trí, để giúp cho cái khu vực chúng ta nó không cảm giác thấy nhàm chán. Ở phía sau công trình thì chúng ta có tận hai nhà vệ sinh, mỗi phòng có diện tích từ 3 đến 4 mét vuông. Chúng ta có khu vực sân sau ở bên ngoài này thì bao giờ cũng sẽ bố trí một khu vực sân ướt, và các bạn lưu ý rằng chúng ta nên bố trí thêm vòi vòi nước ở phía sau. Mục đích vòi nước phía sau để giúp cho chúng ta cái việc là gì ạ? Để chúng ta việc phục vụ cho khu vực bếp nó thuận lợi hơn, nó có thể thoải mái hơn khi mà chúng ta có tiệc, có cỗ hay là ngày lễ ngày Tết. Phía trước thì các bạn cũng bố trí thêm một cái khu vực vòi để chúng ta có thể xịt giữa phần sân hay là ô tô. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xem qua các cái phần mặt đứng với mặt cắt khác của công trình, xem công trình của chúng ta có độ cao là bao nhiêu. Đây là mặt đứng của công trình. Thì trên mặt đứng này các bạn thấy được cái cốt cao độ thông thủy của chúng ta đang là 39 và chiều cao từ đỉnh mái đến cốt 00 là 8,3 m. Với những công trình mái thái thì chúng ta dễ dàng chúng ta biết được là cái phần mái chúng ta có cao độ hơn rất là nhiều so với lại mái bằng và mái Nhật. Cái đặc điểm của phần mái thái là chúng ta có phần xây đốc thu hồi.
Cái việc xây đốc thu hồi này nó sẽ giúp cho chúng ta quản lý hay là chúng ta nâng cái phần mái chúng ta nó cao hơn. Còn riêng cái phần mái Nhật thì rõ ràng chúng ta không thể làm được bởi vì chúng ta không có phần khung tường xây chịu lực như thế này. Thế nên các bạn lưu ý một chút. Với những cái kích thước thông thủy ấy, thì tôi đã nói các bạn rồi, chúng ta chỉ nên lựa chọn một trong số những con số ví dụ như 4m2, ví dụ như là 39 hay là 36. Đấy là những con số đẹp, những con số chia hết cho 3 và những con số thông thủy rất là tốt. Các bạn sẽ hiểu được vì sao chúng ta lại chỉ lựa chọn một trong số những con số đó. Thì trong các video trước các bạn có thể lật lại để chúng ta xem lại. Thì tôi đã có giải thích còn khá là nhiều rồi. Còn đây là về phần mặt đứng bên thì nó cũng tương tự như với lại mặt đứng trước thôi, cũng không có gì nhiều. Và đặc biệt hơn là phần mặt cắt của công trình. Thì trên cái phần mặt cắt của công trình thì chúng ta sẽ hạ cốt sàn ở trong những cái phần mái hay là hạ cốt nền ở trong những cái phần nhà vệ sinh. Để mục đích là gì ạ? Là mục đích là chúng ta đánh thoát dốc nước nó trở nên tốt hơn. Các bạn lưu ý một chút là cái việc đánh thoát dốc nước nó rất là quan trọng, nó cực kỳ quan trọng trong cái việc mà chúng ta phải hạ cốt. Rất nhiều những đội thợ người ta thi công người ta chưa có kinh nghiệm, thế nên là khi làm xong rồi thì chúng ta mới đi xử lý cái việc đánh dốc bằng cách là chúng ta lại tân cao hơn. Cái việc tân cao hơn đấy nhìn nó rất là buồn cười khi mà bước vào trong nhà vệ sinh, cái nền của chúng ta nó lại cao hơn so với lại cái mặt sàn. Đấy là cái mà tôi khuyên các bạn chúng ta phải để ý một chút. Tương tự thì trong cái phần bổ kỹ thuật chúng ta có một phần quan trọng nữa, đấy chính là cái mặt lát sàn. Đa số mọi người thì chúng ta lại không quan niệm hay là không xem trọng cái phần này, nhưng đối với lại chúng tôi, đối với lại Mac Home thì chúng tôi luôn luôn hướng dẫn các bạn rằng chúng ta phải quan trọng cái phần mặt lát sàn. Trên cái phần mặt lát sàn các bạn sẽ tính toán được những cái vị trí nào mà chúng ta sẽ phải cắt cái gạch đi, những vị trí nào mà chúng ta có thể tận dụng được lại gạch. Đấy chính là cái yếu tố cũng như thể là cái lý do mà vì sao tôi lại phải hướng dẫn các bạn cái mặt lát sàn này. Tương tự như thể là mặt bằng trần. Một cái quan trọng không thể thiếu nữa đấy chính là cái kích thước lỗ ban. Kích thước lỗ ban thì nó nằm ở trong cái phần định vị cửa của chúng ta, thì các bạn lưu ý rằng chúng ta xem nó bằng cái cách các bạn chỉ cần nhìn ở trên bản vẽ các bạn đã biết được rồi. Bản vẽ bây giờ thì nó thể hiện hóa trên số hóa nên chúng ta xem rất là dễ dàng. Ví dụ như thể là ký tự trên này này, D1 D2 là viết tắt của phần cửa chính. Cửa thì bao giờ người ta sẽ ghi ký tự là D. Còn lại cửa sổ thì bao giờ ký tự là S. Còn tương tự với lại nhà vệ sinh là DW kép và S kép. Thì trong cái phần kích thước này thì các bạn đã biết cách tra cứu rồi. Tôi không cần phải nói quá nhiều lại, nhưng mà tôi khẳng định với các bạn là gì ạ? Là kích thước lỗ ban nó sẽ liên quan trực tiếp đến vận mệnh và tài lộc của chính gia chủ, thế nên các bạn phải để ý một chút. Dĩ nhiên mà để quyết định đến tài lộc của gia chủ thì nó phải có nhiều yếu tố. Thứ nhất là về phương vị của khuôn viên khu đất. Khi chúng ta lựa chọn làm nhà thì chúng ta phải lựa chọn mảnh đất. Mảnh đất chúng ta có đẹp hay không, có hợp phong thủy hay không, có hợp với tuổi chúng ta hay không thì nó sẽ là cái quyết định đầu tiên. Sau đấy thì chúng ta mới nói đến cái hướng nhà. Sau đấy chúng ta mới nói đến hướng nhà, hướng cửa, hướng ban thờ, hướng bếp. Đấy. Và cái thứ ba thì chúng ta mới nói đến những cái phần như thể là thước lỗ ban, như thể là kích thước cầu thang hay là một số những cái màu sắc bài trí, cũng như thể là cái hóa giải, cũng như thể là cái cách mà chúng ta kích cái phần tài lộc cho gia chủ được hưởng nhiều tài lộc hơn. Thì trong những cái phần đấy thì chúng ta sẽ có hồ sơ thứ hai, đây chính là phần kết cấu của công trình. Thì kết cấu các bạn biết rồi, kết cấu là một trong những phần khung xương chịu lực không thể thiếu được, mà rất nhiều các đơn vị khác người ta thường bỏ qua cái phần kết cấu này hoặc là người ta không chú trọng đến phần kết cấu này. Còn đối với lại Mac Home thì các bạn đã xem quá nhiều video các bạn biết rồi, kết cấu điện nước nó là hai bộ hồ sơ tối quan trọng vì nó liên quan đến kỹ thuật. Công trình này được thiết kế trên cái phần nền đất sỏi đất đồi, thế nên là chúng ta không cần phải là móng băng, không cần phải móng cọc, mà dễ dàng chúng ta biết được lựa chọn biện pháp móng gì rồi. Đấy chính là hệ móng đơn. Móng đơn hay các bạn có thể lựa chọn hệ móng cốc đều được. Thì nó là những cái phần hệ móng mà nó có thể áp dụng đối với lại những công trình một tầng hay là những công trình với cái phần tải trọng nó bình thường, nó không có quá lớn. Thì trong cái phần kết cấu này thì chúng tôi luôn thể hiện rõ cho các bạn là bao nhiêu cây thép. Đấy. Thép bố trí như thế nào, cái cách đan sàn ra làm sao, và sau này thi công chúng ta cứ đúng y như vậy.
Những đơn vị thi công khác thì thường đến cái phần kết cấu họ sẽ giấu đi, bởi vì thực ra là ăn bớt được hay không nó lại nằm trong cái phần kết cấu. Nhưng mà đối với lại Mark Home chúng tôi, cái yếu tố xây dựng chúng tôi tuân thủ theo bản vẽ và chúng tôi nghiệm thu với chủ nhà theo từng hạng mục. Bởi vì thời đại bây giờ là chúng ta phải minh bạch mọi giai đoạn trong công tác làm, yêu cầu chủ nhà cùng với lại các đội ngũ giám sát của chúng ta làm việc trong cái quá trình thi công, ký kết văn bản và kiểm tra xem đúng chủng loại, đúng kích thước hay là đúng số lượng hay không. Còn những đội mà người ta ăn bớt chỉ được lần một lần hai thôi, người ta không thể phát triển mạnh được, người ta không thể làm thương hiệu được. Đấy chính là cái sự khác biệt giữa Mark Home với lại những đơn vị mà lâu nay chúng ta thường hay thấy các đơn vị khác người ta hay làm. Rồi, video ngày hôm nay thì tôi xin dừng lại tại đây thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành và ủng hộ Mark Home trong suốt thời gian vừa qua. Nhân dịp Tết đến xuân về thì những người làm chương trình chúng tôi luôn gửi tới khách hàng những lời tri ân, lời cảm ơn sâu sắc. Và thay mặt mọi người thì tôi xin cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn Mark Home là đơn vị thi công chọn gói cho ngôi nhà của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video lần sau.